xuống dưới còn bao nhiêu xe đó bên đây trời ơi làm việt nam còn một đùi vậy á xuống dưới đây xa có mấy mấy vì đây còn xuống dưới đa số vì đây yêu anh dắt anh lên lầu hai lên lầu hai em sao vậy em bà đừng có nhắc em má không bà quay lại bà cười cái mặt của bà đấy em không có chuyên nghiệp không có chuyên nghiệp không bà chuyên nghiệp cái mặt của bà cười giống đàn ông tôi quên lại đây này em không có chuyên nghiệp gì hết trơn số gì đây số gì đây số gì đây yêu anh How you like that? How you like that? How you like that? How you like that? How you like that?
từ từ sẽ mở ra vé nha. Để bên em kiểm tra cái màn to. Mà chị nhanh chị nhảy lên sân khấu đi nha. Rồi quý vị ơi, còn vị chủ nhân là đoạt giải nữa không quý vị? Rồi vị chủ nhân đầu tiên đoạt giải với dòng loại 0936 à Alex ơi. Ok hợp lệ. 32 vừa điểm kia qua có 1. 46 có 2. 18 có 3. Con số cuối cùng là con số 3. Con số 3 hợp lệ. Rồi quý vị ơi, vị chủ nhân này đoạt giải với bốn con số hàng ngang hợp lệ nha quý vị nha. Nếu quý vị nào không tin tưởng hay đúng, nhanh lên sân khấu kiểm tra lại giùm em nha quý vị nha. Còn nếu quý vị không thắc mắc thì xin trao bằng thưởng ở bên ngoài. Mọi thắc mắc về sau chúng em hoàn toàn không chịu trách nhiệm nha quý vị nha. Rồi quý vị ơi, vòng loại kế tiếp tất cả người đẹp đang phục vụ tất cả quý vị với vòng loại chẳng 20.000 đồng đúng không Alex? Còn là với vòng loại 20.000 đồng. Thì quý chị mình ơi, có thương thì thương cho chót nha. Có gọt thì gọt cho trơn, có bào thì bào cho láng. 20.000 không đáng là bao. Quý chị mình ăn trầu, nhà bà cũng hết. Quý chị mình vui lòng thương tình mình ủng hộ cho đoàn ha. Thì đoàn chúng em sẽ diễn từ thứ 6, 7 và Chủ nhật. Và ngày mai là một chủ đề nói về ASEAN đúng không chị còn nhờ? Đúng rồi. Ngày mai đẹp ASEAN. Ngày mai là một nét đẹp ASEAN. Chị cầu ngày mai có diễn ở đây không nhỉ? Ngày mai chị ớt. Tại vì không, chị không thuộc vào nét đẹp ASEAN đúng không ạ? Không, em chị vẫn đẹp nét đẹp ASEAN, mẹ nói gì vậy? Trời ơi! Tại chị đẹp đúng không ạ? Chị là phụ nữ rồi, chứ không phải là nét đẹp con gái nữa nữa. Trời ơi, cái nết bán vé kìa. Quý chị mình ơi, bữa nay còn ai chưa vé mình vui lòng giơ nhẹ ngón tay lên ha, để điều động nhân viên của mình đến để phục vụ cho toàn thể quý chị mình nha. Vé vé bên trong quầy bán, tôi kìa mấy đứa ơi. Vé cho quầy của trà sữa dâu kìa. Đây, trà sữa mạnh kìa, vô. Ai còn vé đây là cho Việt Nam giùm chị luôn mấy đứa ơi. Ai có vé đây là cho Nam Việt Nam, mấy chị chạy chạy qua với ba kìa cưng. Với ba kìa Nam, với ba kìa. Đứng trước bên chung kìa. Rồi, người đẹp Lumi hết vé. Cậu ơi, kìa sao? Đi bên đây nè, đây. Rồi, vé đây. Bên đây luôn rồi mấy đứa ơi. Đó, trên lầu mà. Rất cảm ơn tất cả mấy đứa. Tay lầu đó ạ, tay lầu đây, tay lầu vô rất là mạnh, rất là nhiệt tình. Một bạn nào đó mình chạy lên hướng tay lầu giúp em được không ạ? Đó, quý vị ơi, đường thứ 6 rất là vắng nhưng mà rất là cảm ơn tất cả quý vị mình chung tình ủng hộ cho chúng em nha quý vị nha. Dòng nào hầu như chúng em cũng hết vé. Rất cảm ơn tất cả quý vị mình chung tình ủng hộ cho bổng đoàn chúng em nha quý vị nha. Tay lầu ạ, ở phía tay lầu mình đang giơ ngón tay rất là nhiều ạ. Mấy vé ạ? 2, 3 vé, anh mấy vé? 3 vé, 6 vé, anh 2 vé nữa đúng không? Rồi cuối đường băng luôn anh Trương ơi, chạy cuối đường băng luôn Trương ơi. 6, rồi 8 vé. Rồi ông xã chạy lên luôn đi ông xã. Ai đâu ạ? Ai 8 vé bên tay lầu đó ạ? Đâu ai còn một nùi lên tám vé đâu ạ? Ô cha ơi, còn vé không cưng, chạy lên trên chị đi cưng. Ở dưới đây 2 vé là 10 vé nè, ai còn một lóc thì chạy vô đây. Chạy lên. Luna cuối, ơi, cuối cùng tôi cũng là trên lầu rồi Luna ơi. Luna ơi, Luna em đẹp nhất đêm nay Luna ơi. Chị wow, em. Wow. Vé. Hai vé nè ơi, rồi mình chạy lên lầu giúp Huy luôn. Ở trên 8 vé nữa là hết sắp đó đó. Bán kha khá đi, tối nay về cho ăn cơm với cá nha Luna. Còn bán ế là tối nay về cơm với khế đó, cũng của đế thấy bà luôn. Phương Vy ơi, cần vé, Phương Vy qua bên cuối đường băng luôn thì cưng. Đường băng bên kia kìa Vy. Tâm, xương Tâm. Trời ơi má ơi, má đi bán vé, má đi lên Hoa Hậu gì đó. Trời đất ơi. Không, cái nữ đó bán vé là ế đó.
cái đường đó hay ế lắm á. Có một quyết trà trà còn kéo cưng, chạy qua đây giùm chị đi cưng, chạy qua kia giùm chị đi cưng, nhanh nhanh kiểu gì mấy bạn ơi đó. Diễm Sương ơi, Diễm Sương nhanh cổ lẹ lên, mình cổ nhanh cổ lẹ cho mấy gì ơi, bằng Diễm Sương ơi kề cuối rồi lên nhạc của đi anh trai ơi. Hãy subscribe.
đi anh. Bà đứng thưa quý vị, với bà đứng hát sau dùng lỗ luôn nè. Với một cái sự cân nặng gọi là 108 kg, vừa rồi đứng trên 80 kg là mình làm lụng cái sàn luôn. Làm dù nó có vấn đề anh cứ anh nhảy em xuống. Không có, cái sân khấu này là mưa nó dột rồi. Nè bé ngay chỗ này bé ba nè. Dạ em nghĩ cái chỗ này là không phải của chị Cầu đứng mà là con Diễm Sương đứng quý vị. Thôi cái dư âm của nó. Thôi thôi tao ổn rồi, xin lỗi mọi người đi rồi. Tiếp. Không quên nha, quên. Số gì ra, số gì ra. Thôi tao nhắm đứng cái nào chứ có lỗng tiền đó. Số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Bà Lý Trần Vy ở trong bà lo gạch. Từ quanh phải thọ thì bà mà đào cay. Rồi bây giờ còn ai đọc
giải nó nhanh cho anh lại chân chạy ra sân khấu giúp em luôn. Và dòng loại kế tiếp là dòng loại 30.000 đồng quý vị có mang nhận qua một phần thưởng trị giá là 5 phân vàng đến từ nhà tài trợ ẩm thực Trần. Rồi cho số trang trai luôn chị cầu ơi. Đây là chúng ta đặt giải với dòng loại 0508. 5 phân vàng mẹ ơi. Hợp lệ.